Xin chào quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi. Đến với chương trình Lời Chúa hàng ngày cho thiếu nhi trong quyển Thế giới mới tuổi thơ số 78 ngày 2, Lời hứa của ông Giuđa, Kinh Thánh Sáng Thế Ký đoạn 44 câu 18 đến câu 34. Câu ghi nhớ Sáng Thế Ký đoạn 44 câu 33. Vậy bây giờ xin cho kẻ tôi tới Chúa, ở tôi mọi thế cho đứa trẻ, đặng nó theo trở lên cùng các anh mình. Vậy bây giờ xin cho kẻ tôi tới Chúa, ở tôi mọi thế cho đứa trẻ, đặng nó theo trở lên cùng các anh mình. Chúng ta cùng đọc Kinh Thánh Sáng Thế Ký đoạn 44 câu 18 đến câu 34. Kinh Thánh Cựu Ước trang 44. Giuđa bèn lại gần Giô-sép mà thưa rằng: Vì Chúa ngang vai Pha-rô-ôn, xin lỗi Chúa chớ nổi giận cùng kẻ tôi tớ, để tôi nói một lời cho Chúa nghe. Chúa có hỏi kẻ tôi tớ rằng: Các ngươi còn cha hay là anh em nào chăng? Có thưa lại cùng Chúa rằng: Chúng tôi còn một cha già cùng một con trai đã sanh muộn cho người. Anh ruột đứa này đã chết rồi, nên trong vòng các con của mẹ nó còn một mình và cha thương nó lắm. Vả Chúa có dặn rằng: Hãy dẫn nó xuống đến ta, hầu cho ta thấy nó được tận mắt. Và chúng tôi có thưa lại cùng Chúa rằng: Đứa trẻ này chẳng lìa cha được, nếu lìa ra thì cha sẽ chết. Nhưng Chúa lại dạy: Nếu em út không theo các ngươi xuống đây, thì các ngươi chẳng còn thấy mặt ta nữa. Nên khi chúng tôi trở về nhà kẻ tôi tới Chúa là cha tôi, thì chúng tôi có thuật lại cho người nghe những lời của Chúa. Kế ấy cha biểu chúng tôi rằng: Hãy trở xuống đặng mua một ít lương thực. Chúng tôi thưa lại rằng: Không được. Nhưng nếu em út đi theo cùng thì mới trở xuống được, bằng không thì chúng tôi không thế ra mắt người đó. Kẻ tôi tới Chúa là cha tôi đáp rằng: Bậy biết rằng vợ ta sanh cho ta hai đứa con trai, một đứa đã từ ta đi mất biệt, ta cũng đã nói chắc đã bị thú dữ xé rồi, vì đến bây giờ chưa thấy lại. Nếu bây còn dắt đứa này đi khỏi mặt ta nữa, rủi có điều tai hại chi sẽ đến nó, tất nhiên bây sẽ làm cho kẻ tóc bạc này đau lòng xót dạ mà xuống âm phủ. Cha thương em út tôi lắm, đến nỗi hai linh hồn kháng khích nhau. Nếu bây giờ khi tôi trở về nơi kẻ tôi tới Chúa là cha tôi mà không có em út đó, thì khi vừa thấy con út không còn nữa, chắc người sẽ chết. Nếu vậy, các tôi tới Chúa sẽ làm cho cha già tóc bạc của chúng tôi cũng là kẻ tôi tới Chúa đau lòng xót dạ xuống âm phủ. Vì kẻ tôi tớ này có chịu bảo lãnh đứa con út đó mà thưa rằng: Nếu con không đem em về cho cha thì sẽ cam tội cùng cha mãi mãi. Vậy bây giờ xin cho kẻ tôi tớ Chúa, ở tôi mọi thế cho đứa trẻ, đặng nó theo trở lên cùng các anh mình. Vì nếu đứa trẻ không theo về, làm sao tôi dám về cùng cha tôi? Ôi, tôi nỡ nào thấy điều tai họa của cha tôi ư? Câu ghi nhớ ở trong câu số 33, câu này đã được tô màu. Nếu trong Kinh Thánh các em chưa tô màu thì các em nhớ tô màu nhé. Vậy bây giờ xin cho kẻ tôi tới Chúa, ở tôi mọi thế cho đứa trẻ, đặng nó theo trở lên cùng các anh mình. Trong phần tìm hiểu, em đánh dấu tích vào câu trả lời đúng nhé. Lý do ông Giuđa không thể để em út Benjamin ở lại Ai Cập là vì cha của ông sẽ đau đớn. Có đau đớn không các em? Có buồn bã không? Có. Và có chết không? Hơn cả đau đớn, hơn cả buồn bã nữa là có thể Gia-cốp sẽ chết. Và trong câu đoạn Kinh Thánh này nó nhắc lại đến 2-3 lần rằng ông Gia-cốp sẽ chết nếu như không có thấy Benjamin được trở về.
Ông Giuđa đã hứa nếu không thể đem em út Benjamin về với mình thì sẽ như thế nào với cha mình. Cam tội cùng cha mãi mãi, mất uy tín với cha làm cha đau lòng. Ông hứa như thế nào các em? Hứa là cam tội cùng cha mãi mãi. Ông Giuđa đã xin ông Joseph cho mình làm gì để em út Benjamin được tha về? Ông Giuđa đã xin rằng mình làm nô lệ hay là tôi mọi thế cho em của mình. Ở đây chúng ta thấy cái diễn biến câu chuyện đây. Giuđa đã cùng với các anh em của mình để thưa chuyện với Joseph. Họ bị bắt đi trước mặt, đến trước mặt của Joseph đây, và Joseph nói chuyện với họ. Nhận biết ông Giuđa đã làm đúng theo những gì đã hứa cùng cha, ông Giuđa sẵn sàng chịu hình phạt thế cho em trai mình. Như vậy chúng ta thấy rằng ông Giuđa thực sự đã được thay đổi và đã là người có trách nhiệm, yêu em trai của mình và sẵn sàng làm nô lệ thế cho em của mình để em của mình được về với cha, bởi vì sợ cha buồn và cha chết. Thực hành, em cần thực hiện đúng những gì mình đã hứa. Khi mình đã hứa gì với Chúa hoặc là hứa với người khác mà những cái điều hứa đó là cái điều tốt thì mình phải thực hiện, mình phải giữ lời hứa. Trong phần gợi ý cầu nguyện, cảm ơn Chúa về bài học giữ lời hứa của ông Giuđa. Xin Chúa giúp em cũng trung tín thực hiện lời hứa của mình. Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa về tấm gương giữ lời hứa của ông Giuđa. Xin Chúa giúp con cũng trung tín thực hiện lời hứa với Chúa và với mọi người. Chúng ta cùng hiệp chung với nhau trong lời cầu nguyện nhé. Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa về tấm gương giữ lời hứa của ông Giuđa. Xin Chúa giúp con cũng trung tín thực hiện lời hứa với Chúa và với mọi người. Con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin Chúa ban phước cho quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi để chúng ta trung tín trong việc giữ lời hứa với Chúa và với mọi người. Xin Chúa ban phước cho chúng ta một ngày mới. Xin chào và hẹn gặp lại trong bài học tiếp theo ngày mai nhé.